hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách 3 một chút trước khi vào bài học nhé. Đó, cách 3 của chúng ta. Đối với các danh từ ở cách 3 rất là dễ. Danh từ ở cách 3 chỉ có 6 dạng đuôi. Nếu mà danh từ giống đực, giống chung sẽ có dạng đuôi U. U. U và U. U và U. U. Đấy, đó. Danh từ giống cái thì có hai dạng đuôi. Ye và y. Đấy. Danh từ số nhiều sẽ có hai dạng đuôi am và giảm. Đó. Như vậy đó là danh từ ở cách 3 đấy, vật thật. Thế thôi, danh từ cách 3 nó chỉ có vậy thôi. Đấy, đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ nha. Tạc. Nếu như đây là danh từ giống đực. Chúng ta đây là danh từ giống đực này. Vật tạc. Danh từ giống đực. Tạc, đây là danh từ giống cái. Và dưới là danh từ số nhiều. Đấy. Tạc. Bây giờ chúng ta sẽ có từ brat. 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 Khi sang cách 3 sẽ gì nào? Brat tu. Brat tu. Đấy. Uchi chien. Uchi chien. Sang cách 3 là sẽ thành uchi chien. Liu. Đấy chưa nào? Đấy. Đó. Dễ không? Tạc, bây giờ danh từ có đuôi ye nào. Sistra. Khi sang cách 3 thành sistrie. Đấy. Sistrie. Nếu có đuôi y thì sao? Đuôi y mà trong trường hợp đó là gì? Ví dụ Maria. Thành Marie. Đấy, Marie. Đó. Tác bột bây giờ số nhiều nào. Số nhiều ví dụ như là đuôi am. Đuôi am thì phải có gì? Đuôi am là đòi hỏi phải có phụ âm đứng cuối cùng trong từ là phụ âm cứng. Đúng không nào? Thế vậy thì chúng ta sẽ có từ uchenik. Uchenik. Đấy. Đây là phụ âm đứng cuối cùng thế này. Phụ âm từ phụ âm cuối cùng trong từ. Đấy. Uchenik. Uchenik kam. Đấy nè. Uchenik kam. Uchenik kam. Vật tạc vật đấy. Thế nên bây giờ yam thì sao? Ya druzyam hoặc là bratchyam. Bratchyam. Vật tạc vật đấy. Đó. Thì như vậy đến đây chúng ta thấy đó là một vài ví dụ với danh từ ở cách 4, cách 3 đấy. Để cho chúng ta hiểu rõ hơn về danh từ ở cách 3 nó như thế nào. Vật tạc vật đấy. Đây chúng ta có đuôi u. Vật tạc. Đây là đuôi u. Vật tạc đấy. Đó, đây là đuôi ye. Yeah. Đây là đuôi y. Y, y y thường thường là cái dạng đuôi mà có y giả thì nó thành đuôi y y. Bột u chi nhất cam đuôi am. Gột. Và đuôi giảm mà đó. Thế bây giờ chúng ta quan trọng là bây giờ nhiều bạn kêu là khó về cách đúng không? Đấy. Đây chúng ta có cách rồi. Bây giờ chúng ta có cách rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta học như thế này chưa phải đã là hết về gọi là cái kiến thức về cách đấy. Mà chúng ta phải đạt được câu cho nó đấy. Đó. Thế bây giờ muốn đạt được câu cho một cái danh từ ở cái cách nào đó chúng ta phải biết là khi nào nó dùng ở cái cách đó. Thế vì gì? Đối với chúng ta có thể là ví dụ như là cách 2 thì sao nào? Đứng sau dưới từ u đấy. Cách 4 thì sao nào? Đứng sau một số động từ mà đòi hỏi bổ ngữ là danh từ cách 4 đấy. Thế bây giờ ở cách 3 thì làm thế nào chúng ta đặt được nó câu ở cách 3? Khi chúng ta hỏi về tuổi chúng ta sẽ đặt được câu ở cách 3 đấy. Đó. Bây giờ ta sẽ cùng nhau xem cách hỏi về tuổi. Dùng cách 3 để hỏi tuổi đấy. Dùng cách 3 để hỏi tuổi thì thông thường hỏi tuổi là người ta sẽ hỏi cái người nói chuyện với mình, đúng không nào? Ở trong cuộc đối thoại thì mình sẽ hỏi cái người bạn mà đang nói chuyện với mình, thì cái người đó là ngôi thứ hai, mình là ngôi thứ nhất. Cái kiến thức này chúng ta đã học ngay từ trong những bài đầu tiên đấy. Đó. Thế thì vậy thì ngôi thứ nhất là gì? Ngôi thứ nhất đó là yeah. Sang cách 3 nó sẽ thành mình nhẹ. Ngôi thứ hai là tươi, là người nói chuyện với mình, tức là người nghe, thì nó thành chi bẻ. Ngôi thứ ba, ngôi thứ ba là cái gì? Những em nào mà vô tình mà xem đến cái clip này thì sẽ không hiểu thế nào là ngôi thứ ba. Nhưng mà em học từ đầu tiên thì sẽ hiểu thế nào là ngôi thứ ba. Đó là cái ngôi mà không tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng mà được nhắc đến trong cuộc nói chuyện, đúng không nào? Đó là ôn, ăn nà, đấy. Thế vậy thì đối với chúng ta nếu mà người nào không học thì cần hiểu. Ngôi thứ ba là gì? Đó là ôn và ăn nà, đúng không nào? Đấy. Thế là ôn thì thành yê mù, ăn nà thì thành yê, đó.
Ngôi thứ nhất số nhiều là nam, ngôi thứ hai số nhiều là vam và ngôi thứ ba số nhiều là im. Tác bột đấy. Im. Đó. À thì đến đây chúng ta đã hiểu rồi. À chúng ta đã có các đại từ nhân xưng ở cách 3. Bây giờ chúng ta vận dụng nó vào trong câu hỏi để hỏi về tuổi. À người ta sẽ hỏi à cậu bao nhiêu tuổi, không hỏi skonker là bao nhiêu, let là tuổi và à, cậu bạn là bao nhiêu, không nói tươi. Skonker tươi let mà nói skonker chi bía let. Skonker chi bía let. Đó, hỏi chứ nào. Đấy, ví dụ thầy giáo muốn hỏi em bao nhiêu tuổi thì giáo sẽ hỏi em skonker chi bía let. Skonker chi bía let. Đấy. À thế em trả lời thì em sẽ không nói ya the vat sat the va go đấy. Đấy. Em không nói là em 22 tuổi, mà em sẽ nói là mnie. Mnie, đấy, mnie là tôi đi này, đấy, ya, đấy. Sau đó thì em sẽ dùng số từ, à số từ hôm trước chúng ta học rồi, đúng không nào? Đấy. Số từ đây. À số từ đây nè, chúng ta đọc lại số từ nào. Adin. Adin. The va. Tri. Tre. Ya. Chet. Xem vô xem đi viết đi xét à vô xem chúng ta đọc bình thường vô xem vô xem sật 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 vô xem đấy à đó vô xem đã không không cần vấn lưỡi đấy à chúng ta bắt đầu 11 nào Adinas à trọng âm rơi vào đâu nào Adinas Adinas trọng âm nhớ trọng âm nhé em đọc đúng trọng âm người Nga hiểu ngay lập tức đấy Adinas Adinas Dvienatsut. Đúng rồi, trinatsut. Trinatsut. À chúng ta nghe thấy là cái từ mà nó không có trọng âm ấy nói nó nhanh lên đấy. Dvien, 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 dvien. Nghe nào. À không nói dvie, nói dvien, 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 dvienatsut, dvienatsut. Nghe nào. Trinatsut, tri, 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 trinatsut. Đó. Chiturnatsut. Chiturnatsut. Đó. Em chịu khó đọc theo thầy nó sẽ thành thói quen đấy. Sau đó em sẽ nói sẽ đúng. Việt Nam sực. Việt Nam sực. Việt Nam sực. Ê, chest. Chúng ta đọc là chest. Chest. Chest Nam sực. Chest Nam sực. Chest Nam sực. Đã. Sim Nam sực. Sim Nam sực. Và Sim Nam sực. Và Sim Nam sực. À, em nghe thấy là nói nhanh không đấy? Và, 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 và Sim, và Sim, và Sim. Vasimnatsat đấy, Vasimnatsat đó. À không nói Vasimnatsat như em thường nói đấy. Giờ nói gì nữa? Vasim, Vasim, Va, 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 Vasimnatsat, Vasimnatsat. À Diviet, Diviet, đấy, Di, Di, Di. Đây là đọc là Di, 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 Diviet, Diviet, Natsat, Diviet Natsat, Diviet Natsat. À quan trọng chúng ta nhấn cái trọng âm là đúng đấy. Diviet Natsat. À 20 nào. Dvatsat, Dvatsat, Sat. Đây là chúng ta đọc sật 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 đoát sật đoát sật đoát sật đa đoát sật đó à chúng ta nói nó nhược hóa đi như thế nó sẽ nhanh đoát sật va đoát sật va trít sật trít sật với những trít sật trít sật trít sật trít sật a din trít sật a din đọc thay a trít sật a din đúng không nào trít sật A din thì em sẽ nghe thấy gì nào? Trisat cha din, trisat cha din. À đúng không nào? Cái chữ chờ này có chữ chờ này đến a này nối liền nhau thành chữ cha. Trisat cha din, trisat cha din. À đó. Thì chúng ta nói nhanh đấy đấy. Trisat cha din, trisat cha din. Đó, trisat cha din. Đó, cứ hoặc là không phải. À bình thường các em đọc tách ra thì gì? Trisat a din, trisat cha din. Nhưng mà nếu chúng ta nói nhanh nó sẽ liền vào. Trisat cha din, trisat cha din. Trisat cha din da sorak 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 a sorak a din sorak a din sorak a din sorak a din a thế đọc nhanh hơn nối liền cái chữ cờ vào đây sorak a din sorak a din đúng không nào đó sorak a din sorak a din sorak a din à đúng không chưa đấy à đó thực chất ra thì khi chúng ta nói nhanh nó sẽ liền vào với nhau đúng không nào thế còn nếu nói riêng ra thì nó sẽ tách âm ra sorak à din sorak à din đấy đó tiếp theo nè pidisat 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 shisat pidisat shisat sem disat sem disat vô sem disat vô sem disat divetnosta divetnosta sto sto à thế như vậy là cái bảng số từ các em phải để và nói thường xuyên nhé nói thường xuyên bởi vì là em làm việc hàng ngày chủ yếu với số từ đấy chứa số từ cho nên là phải để
trước mặt và nói thường xuyên để cho nó quen đi, sốc đấy. Đó, bây giờ ta xem nào. À, thế bây giờ sẽ nói là à năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Đấy, con cái chỉ biết liệt, con cái chỉ biết liệt. À, đó. À, thế bây giờ nói à tôi năm nay 43 tuổi. Mnie 43 года. Года. À, như em là năm nay bao nhiêu tuổi nào? Em bao nhiêu tuổi nào? 19 ạ. À, năm nay em 19 tuổi, em sẽ nói như nào nào? Мне 19. À, мне 19. Đấy. Мне 19. À, đây nha, mình sẽ viết nha. Мне 19, chúng ta sẽ viết này. Nhỏ đi một chút nha. Chèn nó vào đây nè. Мне. Đấy. 19. À, trong cái từ 1 cho đến 19 thì chúng ta sẽ không có dấu mềm này. À, như thế nào? Như viết nát đập, nát là nát đập, nát và sật và có dấu mềm cuối đấy. Mình như viết nát sật liệt, mình như viết nát sật liệt đấy, thấy chưa nào đấy. Mình như viết nát sật liệt, mình như viết nát sật liệt tác của đấy. Đã, mình như viết nát sật liệt. À, đúng chưa, vất tạc của đấy. À, đó, thế như vậy chúng ta sẽ nói mình như viết nát sật liệt. Mình nhìn gì Việt nát rất liệt. Thế bây giờ ta mới để ý xem tại sao có lúc thì là liệt, lúc thì là gốt, lúc thì goda. À, bởi vì là à đứng sau số từ 1 thì nó là gốt. Đấy. Đứng sau 2 3, số từ 2, số 3, số 4 thì nó là goda. À, từ 5 cho đến 20 thì nó thành liệt. Đấy, từ số 5 đến 20 thành liệt, cho nên là gì? 25 26 27 28 29 30 là liệt. Đúng không nào? Thế vậy thì à tương tự như vậy. À, từ 5 cho đến 20 mà em là 19 tuổi, nằm trong cái khoảng từ 5 đến 20 cho nên là liệt. Em hiểu chưa? À, nếu mà nói là tôi 21 tuổi. Мне 21. Мне 21 год. Đấy. À, nếu tôi 22 tuổi. Мне 22 года. Tôi 23 tuổi. Hoặc là 33 tuổi, hoặc là 43 tuổi. Мне 43. 43 đây này. Мне 43 года. Đấy. À, tôi 44 tuổi. Hay là tôi 34 tuổi. Мне 34 года. Đúng không? Thế bây giờ nói tôi 25 tuổi sao? Мне 25. 25 là 25. 25 лет. 25 лет. À, thế bây giờ nói thành phố Saint Petersburg đã 300 năm tuổi. Petersburg. Petersburg. À, chúng ta có từ Petersburg thành phố, hoặc là thành à, hoặc là thành phố Hà Nội 1000 tuổi. Hà Nội. Hà Nội là gì nè? Hà Nội là Hà Nội. Đấy. À, Hà Nội. Đấy. Hà Nội. Hà Nội. Mà chúng ta biết rằng là Hà Nội là danh từ giống đực rồi, bởi vì sao nó kết thúc bằng đuôi này? Đấy. À, có phải không? À, đuôi là y à, phụ âm y này, đấy. À, nếu mà phụ âm y này thì khi sang cách 3 nó sẽ là thành đuôi y. Đúng không? Nó phải là Hà Nội. Đấy. À, 1000 nè, 1000 đấy này, tí sạch là 1000 đúng không? Hà Nội tí sạch liệt. Tí sạch. À, 1000 cơ mà, 1000 phải là liệt, đúng không nào? Đấy. Đó. 1000 1000 tuổi, đó. Вот Hà Nội tí sạch liệt. Hà Nội tí sạch liệt. Tí sạch liệt. À, đúng không? Đấy. Bây giờ Petersburg. Burg. Đấy. À, Petersburg, đây là cũng là một danh từ giống đực, có phải không? Đấy. Danh từ giống đực này. Petersburg. À, nếu thế thì nếu phải sang cách 3, nó phải sang cách 3, nói tuổi phải ở cách 3 mà. Đấy. Tại sao nói Petersburg? Gu. Bratu. Petersburg gu, đúng không? Đấy. Petersburg. À, Petersburg gu, đúng chưa này? Đấy. Petersburg gu, đấy. À đó. À, Petersburg gu, à bao nhiêu tuổi nào? 300 năm tuổi, đấy. Trista. À, thực chất là nó sẽ, thành phố này xây dựng năm 1703. Thế mà bây giờ của chúng ta là bao nhiêu rồi? Năm 2022, tức là thiếu một năm nữa thì là sẽ thành là 320 tuổi đấy. Thế vì nó là 319 tuổi đúng không? Đấy. Trista Jivitnatsat. Trista Jivitnatsat liệt, đúng không nào? Đấy. Petersburg Trista Jivitnatsat liệt. À đó, chúng ta nhìn thấy đây là gì? Liệt. Đấy. Liệt. Liệt. À đó, đúng chưa nào? Đấy. À, Hà Nội tí sai cha. Liệt. Liệt. Tí sai cha liệt. Là 1000 năm. 1000 năm tuổi.
thành phố Petersburg 319 năm tuổi, đúng không nào? Đấy. Đó. À thế thì đó là cái cách mà khái quát về cái cách nói tuổi. Cách nói tuổi là như vậy đấy. À thế bây giờ sẽ xem cụ thể nào. À bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? Hay là anh bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi, bà bao nhiêu tuổi? Skol gờ vàm liếc. À bây giờ chúng ta đến chợ muốn hỏi cái cô bán Vâng. hàng bên cạnh. À xem bà bao nhiêu tuổi. Skol gờ vàm liếc. À Con bà bao nhiêu tuổi? Nếu mà cô gái là cô gái trẻ, skol gờ chì bía liếc. Cậu bao nhiêu tuổi? Skol gờ chì bía liếc. Đấy, trả lời. Mười nhé. 35 là gì nào? Triết Tridsat piat liếc. Đấy. Tridsat piat liếc. Triết À khá. Thế bây giờ chúng ta sẽ muốn hỏi vợ của cái ông bán hàng cạnh chúng ta là bao nhiêu tuổi. Vợ là gì? Jenna. Jenna mà ở cách 3 thì Jenna sang cách 3 phải là gì? Thành Jenny. Đấy. Jenny. Thế vậy thì hỏi. Skol gờ liếc tu vầy yế Jenny. con cơ lẽ tờ Tu vầy vay yế Jenny. Đấy. Skol gờ cái liếc tu vầy nhé yế Jenny. À chúng ta thấy gì nữa? Nếu mà giống cái thêm tu vầy yế. Đúng không nào? vay thấy À cho đó. Tu vầy yế Jenny. Đấy. À trả lời, cô ấy 30 tuổi. Yay. giấy Yay tờ trích sắt đi liệt, trích sắt liệt đấy. À đó. giấy tờ À, nhé bên nguyên tắc ra thì giáo có thể dạy em nhanh hơn một chút cũng được, thế nhưng vấn đề ở chỗ sợ em không nhớ hết đấy. Cho nên là thôi tốt nhất thì giáo nghĩ là gì cứ dạy em thật bình tĩnh để làm sao em nhớ được kiến thức. Đúng không nào? Đấy. À, có chậm quá không? cũng được, Cũng tạm tạm không được đúng không? quá Đấy. À dạy nhanh hơn thì là nhớ đâu lại quên thì lúc đó lại coi lại phí thời gian dạy đi. Tác vụt. À chúng ta xem tiếp nào. Skol gờ liếc tu vầy mu atsu. mu À atsu là gì đây? Từ cái từ gì ra đây? Achiet. Achiet. Đấy. Achiet. Achiet. À là ông bố khi sang cách 3 thành atsu. Atsu. Và chúng ta nhớ là gì? À đối với danh từ giống giống đực thì nó sẽ là tu vầy mu. Tu vay vầy mù mu. Đấy. Tu vầy mu atsu. Giống cái là gì? Tu vầy yê. Vậy gì? vay À thì vậy gì thì trong cái hỏi về người thì chúng ta chỉ hỏi là đàn ông hay đàn bà thôi, đúng không nào? Đàn bà thì hỏi tôi vay gì, đàn ông hỏi tôi vay mù thế là xong, chả có gì phải suy nghĩ cả. Đấy. Đó. À có đúng chưa? Thế vậy thì chúng ta cứ nắm chắc hai cái này, tôi vay gì, tôi vay mù. À muốn hỏi về đàn ông thì hỏi tôi vay mù, hỏi đàn bà hỏi tôi vay gì thế là xong. Đấy. Đó của cậu đấy. Đó. À thế vậy là gì nào? Skol gờ liếc tôi vay mù atsu. À ông ấy 65 tuổi, y mù. em muốn Shishat Piat tiếp liệt đấy, vì muốn sĩ sắt piat liệt đúng không nào? Con cơ liệt từ vầy mà mía, à ma mà danh từ giống cái, à ma ma thì sang thành má mía đúng chưa nào? Đấy, má mía đấy, à đó, con cơ liệt từ vầy mà mía, con cơ liệt từ vầy mà mía, à đó, đấy 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 đấy, đó, à thế là chúng ta thấy. À, ye pidisat liệt. À, đã. Chúng ta có từ sưn. Sưn là cậu con trai. Cậu con trai sưn là danh từ giống đực, cho nên là sưn thêm đuôi gì đây? U, đọc là gì? Sưn nù. Đấy, sưn nù là con trai, cho nên là đây là danh từ giống đực, cho nên là gì? Từ vai yê mù. Đúng không? Skol gờ liếc từ vai yê mù. Sưn nù. Đấy, à, yê mù. em muốn xin Stress liệt. À nó 6 tuổi rồi đấy. À bây giờ chúng ta có từ Deutsch. À Deutsch. À Deutsch là một danh từ biến đổi đặc biệt, cho nên khi sang cách 3 nó sẽ là Deutscheri. Deutscheri. Đấy. À thế nhiều bạn bảo làm nào có nhớ được quy luật, làm gì có quy luật. Cứ nói Deutsch là cách 1, Deutscheri là cách 3 thế là xong. Đấy, chả có gì phải nhớ cả đấy. À đúng không nào? Deutsch, Deutscheri, đấy. À cách 6 là Deutscheri, đấy. À cách 2 nó là Deutscheri. À đúng không? Đó. À chỉ có cách 5 và cách 4 thì là nó khác thôi, cách 4 thì không thay đổi. Cách 5 thì là đôi chia riu. Đó, thì nhớ như vậy. À nó là cái danh từ đặc biệt chứ không phải nhớ, nó ghi ra tờ giấy để mà nhớ đấy. Đó. Ta bổ con cơ liệt từ vậy ấy. Đồ chia đi. Con cơ liệt từ vậy đồ chia đi. Con gái cậu năm nay bao tuổi? dây Yê tri gồ đấy. À nó 3 tuổi rồi. Yê tri gồ đấy. Đấy. Ất tạc quật. À khá. Thế như vậy là trong cái bài ngày hôm nay, à trong cái phần này chúng ta vừa xem là gì? À danh từ ở cách 3 này đấy. À sau đó là gì? À sau đó là cách hỏi tuổi này, đúng không? Đấy. Đó. Thế chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần bài của chúng ta. À chúng ta sẽ hỏi về cách hỏi về giá cả. giá À cách hỏi giá cả. À cách hỏi giá cả thì ở đây
Đầu tiên thì người ta sẽ cho chúng ta là gì? Đầu tiên chúng ta phải nhớ lại là cách 3. Khi nói về ở đây, khi mà chúng ta nói về số từ, chúng ta cần phải nhớ lại. Khi chúng ta muốn nói về số từ thì chúng ta phải nhớ là cái cách biến đổi của nó. Đấy, cách biến đổi của cái số từ ở đây. Mình sẽ lấy cái này Vâng. lên để nhắc bạn ơi cho nó dễ nhớ đấy. Đó, vật tạc vật. Cái phần biến đổi up, biến đổi của số từ đây. Đó, nó nằm đây đấy. Rồi. Dạ. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Ở đây có hai cô gái. Cô gái này là trông này là biết là người bán hàng rồi đấy. Đó. Cô gái này là cô gái bán hàng này. Đúng không? Thế còn đây là khách mua hàng này. Khách mua hàng bảo kakoi kharoshi costume. Kakoi kharoshi costume. Kharoshi costume, chúng ta có từ costume. Costume đó là một bộ quần áo. Một Costume một bộ quần bộ quần áo. Kakoi kharoshi costume, thông thường costume nó gồm có áo này và quần đúng không nào? Đấy. Kakoi kharoshi costume. Cái câu này có nghĩa là câu khen ngợi đấy, đúng không? Đấy. Câu khen ngợi có nghĩa là câu cảm thán, người ta gọi là câu cảm thán đấy. Ôi bộ quần áo này tốt quá. Đấy. con Thì bây giờ costume là danh từ giống gì nào? Giống giống gì? Giống giống được Giống được, bởi vì sao? Kết thúc bằng phụ âm mập đấy. Đây là danh từ giống được. Nếu danh từ giống được thì nó đại diện thay bằng đại từ ồn. Đấy, ở đây nó thay bằng đại từ ồn đấy. Cho nên nó hỏi skol ke ồn stoit. ôn Đúng không? tôi Skol ke ồn stoit. Nó bao nhiêu tiền? Nó bao nhiêu tiền? Trả lời. tôi Ồn stoit nó giá ôn của nó tôi ồn stoit xem như sẽ tri tri đô la ra. đô na Đô la ra ra, đô la, đây là đô la 73 đô la đấy đấy. Đúng không nào? Thế vậy thì tương tự như vậy, chúng ta hôm nay đã biết là gì, cái từ gốt này biến đổi này, sau số từ a gìn là gốt, sau từ 2 3 4 là goda, sau từ 5 đến 20 thành liet, đúng không nào? Đấy, đây là gì, từ biến đổi khá đặc biệt, nó thành liet. Đúng không? Đó, thế nhưng mà cái từ đô la này nó biến đổi như nào? Đô la, một đô la a gìn đô la, A đi đô la rồi. hai ba bốn đô la ra, Đô la ra. đô la ra, từ 5 cho đến 20 đô la rập, Đô đô la la rập. rập đấy, từ 5 cho đến 20 đô la rập, thấy chưa nào? Đấy, Đô la đó, đô la rập, a gìn đô la, hai ba bốn đô la ra, 5 cho đến 20 đô la rập, thấy chưa? Đấy, rập. 5 cho đến 20 đô la rập. Tác vụt. Thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là gì nào? Đó là chúng ta đã biết cái cách hỏi. Cái gì bao nhiêu tiền? Skol ke ồn stoit. Vậy stoit nó là cái gì vậy? Stoit. Đó là khi chúng ta muốn nói về giá cả, người ta sẽ dùng một cái từ gọi là stoit. Stoit đấy. Đó. Thế bây giờ nó sử dụng nó như thế nào? Stoit. Stoit. Chúng ta có từ Tôi stoit đấy. Stoit thì đây là số ít. Số ít cho nên chúng ta nói là ồn. Nghe chưa? Stoit. Đó, nghe chưa? Đấy. Stoit. Thế và dạng thứ hai nữa là stoyat. Stoyat. Đấy. Stoyat đây là gì? Anh nhỉ? Anh nhỉ là số nhiều, em chưa? Đấy. Đó. Thế rồi, ở đây nó sẽ sử dụng cách sử dụng của nó như sau. Đấy. Nó sẽ có câu hỏi skol ke. Skol ke là bao nhiêu? Skol ke. Skol ke. Skol ke. Đấy, skol ke. Skol ke stoit. Đấy. Skol ke thì lúc đó người ta sẽ chia ra hoặc là stoit hoặc là stoyat. Nếu mà stoit thì người ta sẽ dùng với cái từ ví dụ như là costume. Costume. Costume đấy. Đó, costume. Đó là gì? Đó là cái bộ quần áo bao nhiêu tiền đấy. Đó. Thế nhưng mà ví dụ trong trường hợp nó là cái danh từ này nó là số nhiều chẳng hạn, ví dụ như là chất xứ. Chất xứ là cái đồng hồ. Hoặc là gì nào? Ashki. Ashki là cặp kính đấy. Đó, đúng không đấy? Thì chúng ta thấy là chúng ta phải chia động từ ở ngôi a nhỉ. Đó, em hiểu chưa nào? Đấy. Thế vậy thì ở đây nó khác là gì nào? Nó khác là hoặc là stoic hoặc là stoic. Đấy, stoic và stoic. Thế thế thì ở đây chúng ta thấy là gì nào? Danh từ costume là danh từ giống được thay bằng đại từ on. Cho nên là chúng ta sẽ nói là skol ke ồn stoit. Và khi trả lời, chúng ta trả lời ồn stoit bao nhiêu đó. Đấy. Thế bây giờ sẽ có danh từ số nhiều chất xứ này hoặc là Ashki này. Ashki là một cặp kính đấy. Cặp kính Up, chất xứ và Ashki đấy. Đó.
Tá, deixa eu acho que tá, xin lỗi tí, chúng ta sẽ cắt bỏ cái này lên. Tá. Đó. Tác vụt. À, như vậy chúng ta có từ chất xỉ à, chất xỉ số nhiều, ách kỳ số nhiều, tương đương danh từ số nhiều tương đương với đại từ a nhỉ, và Anh khi chia động từ nó sẽ chia tương đương với đại từ a nhỉ đấy, stoi giặt, stoi giặt, tôi stoi giặt đó. tôi À, chúng ta sẽ hỏi scon cơ stoi giặt e chi chất xỉ, tôi e chi chất xỉ, tôi e chi chất xỉ. À, thế vậy thì chúng ta lại thấy lòi ra đây một cái từ mà người ta chả dạy chúng ta bao giờ, đúng không? Đấy, nó cái từ e chi là cái gì vậy? À, đó. Thế thì chưa người ta chưa dạy bao giờ thì chúng ta học học ngay bây giờ, đúng không? Đấy, đó. Chứ không có bảo không không thấy nó chưa học bao giờ thì tự dưng cho ra đây, à đúng không? Chúng ta sẽ học nó luôn nhé. Rất đơn giản. À, e chi nó là cái gì? Nó là đại từ chỉ định e tật. E tật đấy. Ê tật, à, ví dụ ê tật đồ ngôi nhà này đấy, à, ê tả khi đi với giống cái là ê tả, ê tơ cử nhì gà, à, ê tơ dục gà, ê tơ dục gà đấy, à, cái váy này đấy, à, ê tơ là giống chung ê tơ, à, pismo, à, bức thư này đấy, thế và ê chi achki đấy, đó, thế vậy thì cái này nó là cái gì vậy? Nó là đại từ chỉ định. Đại từ chỉ định nó biến đổi theo giống và số đấy, à, đó em thấy chưa nào, đấy ê tất đồm ê tật đấy, ê tật thì chưa, đó ê tất là đi với giống đực đấy, ê ta là đi với giống cái, ê ta giống cái có đuôi a mà đấy, đó ê tơ là đi với giống chung là có đuôi ô thì đây là có đuôi ô ê tật đấy, thế và số nhiều ê chi ư hoặc là y, à nhưng trong trường hợp này của chúng ta đó là y ê chi a chỉ đấy. Đó, anh mà nhớ nhá, nếu chúng ta muốn nói ngôi nhà này ế tất đồm đấy, ế tất đồm, à cái bộ quần áo này, à bộ quần áo này bao tiền, skon cơ ế tất costume tôi, ế tất costume, ế tất costume đấy, đà à giống cái yupka, cái váy này ế ta yupka, ế ta yupka yup, à cái chữ bờ này không đọc là bờ, đọc là p p p yup cả đấy, đó yup cả, yup cả, yup cả, chúng ta đang nói yup cả đấy. Etepismo bức thư này, etepismo đấy. À, tiếp theo nào, echi achki là cái gì nào? Achki là cái cặp kính này đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta sẽ có câu này. Skon ke stoit kas chum. Skon ke stoit kas chum. Tôi Kas chum. Đã. À, thế vậy số nhiều nào. Skon ke stoit yat chusui. Con cờ tôi giặt chất tôi xì. hạ chất gì Con cờ tôi giặt tôi ách hạ kỳ. Ách kỳ. tôi cờ tôi hạ chất gì Con cờ tôi giặt ách kỳ. Đấy. Con cờ tôi giặt ách kỳ. Đúng không nào? Đấy. À, tiếp theo nào. À, tiếp theo. À, ví dụ chúng ta có cái áo sơ mi. Áo sơ mi. Áo sơ bạn mi đây. À, cái áo sơ mi sẽ có giá. Áo sơ mi là số ít cho nên là chia ở ngôi là on, tôi ít đấy, on ăn nạt đấy. Rubashka, chúng ta nói rubashka. Rubashka stoit 400 ruble. 400 ruble, da. Rubashka stoit 400 ruble. À cái áo giá 400 rúp đấy. Áo giá 400 rúp. Da. Chiếc sợi achki stoit. À chiếc sợi là gì? Cái đồng hồ. Achki, tập achki là cái cặp kính có giá 5.000 rúp. Piatti sechi ruble. Đấy. tiếp Piatti sechi ruble. Đúng không nào? Đấy. À piatti sechi ruble. À piatti sechi ruble là bao tiền? 5.000 mà chia cho cái chia 75 đi. Đấy. À thì sẽ thành bao nhiêu nào? À nó thành 66 đô. 66 đô tức là độ khoảng triệu rưỡi gì đó đấy, đó à tức là gì một cái đồng hồ hoặc là một cái cặp kính giá nó như vậy đấy, ví dụ vậy nó tác vụt. À, Khrasho đến đây đến phần này chúng ta đã biết cách hỏi cái gì giá bao nhiêu tiền và biết cách nói nó bao nhiêu tiền đấy, đó thế bây giờ để rèn luyện chúng ta sẽ cùng nhau xem nhá. À, chúng ta sẽ cùng nhau xem. À, ví dụ như là ở đây chúng ta nhắc lại thôi, nhắc lại công thức này. À, công thức là gì, sau 1, 2, 1, 3, 1 thì là ruben
nó có Ruben, Ruben. Ruben, Ruben, một rúp, Ajin Ruben, Ajin Ruben, Ruben, đấy, Ruben, đấy, Ajin Ruben, à, hoặc là 21 rúp, Dvadsat Ajin Ruben, Dvadsat Ajin Ruben, Ruben, đấy, Ruben, Ruben, đấy, Ruben, à đó. Hai sau số 2, số 3, số 4 thì rubla, rubla. Rubla. À. Rubla. 2, 3, 4 rubla, rubla. À. Từ 5 cho đến 20, từ 5 cho đến 20 rubla, rubla, rubla. Đấy. Từ 5 cho đến 20 rubla, đúng không nào? Đấy. À đó. Tạc, như vậy ở đây chúng ta có thể nói là gì nào? 22. Dvasa dva 22 rub. Dvasa dva rubla. 34 rub. 30 4 4 rubla 43 rub 43 rubla 43 rubla đấy 43 rubla à tác vột thế như vậy đó là cái cách mà người ta nói tiền rub đấy à đó à thế bây giờ nói à, một bát phở giá bao nhiêu tiền skonka stoit stoit phở đấy skonka stoit phở à à phở stoit 50 đồn gấp phở giá 50 ngàn rúp đấy à 50 ngàn đồng 50 ngàn đồng à đồng đồng tiếng Việt đồn à đọc đồn đấy đồn ajin đồn ajin đồn à một đồng ajin đồn à 2, 3, 4 đồng the ba tri chi tri đồn gấp bây giờ thì không có tiền đồng nữa rồi toàn tiền à, à. Từ ngàn trở lên đúng không nào cho nên là đồn gập luôn đúng không đấy à, đồn gập pidisat tisik đồn gập 50.000 rúp 50.000 đồng pidisat tisik đồn gập đã cái áo giá bao nhiêu cái áo sơ mi giá bao nhiêu tiền skonka stoit rubashka rubashka skonka stoit rubashka rubashka stoit cái áo giá 300.000 rubashka stoit 300.000 300.000 đấy 300.000. 300.000 thì có thể là tùy 300.000 rúp hoặc 300.000 đồng thì em nói đằng sau. Đấy. 330 rublie, 330 rublie hoặc là 330 đồn gấp, 330 đồn gấp đấy. Cái đồng hồ giá bao nhiêu tiền? Skonka stoyat. Skonka stoyat chút xì. Chút xì. Skonka stoyat chút xì. Skonka stoyat chút xì. À trả lời. Chút xì stoyat 2 million đồn gấp. À đồng hồ giá 2 triệu 2 triệu đồng. Chút xì stoyat 2 million đồn gấp. Stoyat 2 million đồn gấp. 2 million đồn gấp. Так, хорошо. Chút xì stoyat 2 million đồn gấp. Так. Да. Да. À thì vậy đến đây chúng ta thấy à cái cách nói à, về giá cả nó như thế đấy. À biết người ta hỏi như thế nào chúng ta có thể trả lời được rồi, đúng không nào? À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một chút nhé à, phần à, học giá cả và cách nói giá cả của chúng ta đó là quan trọng nhất đúng không nào đấy đó sau đó chúng ta sẽ học thêm về màu sắc nữa tác vụt à thì đến đây chúng ta thấy nè tác à bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi nè à cái váy bao nhiêu tiền nói sao con cơ stoy it stoy it Yupka. Yupka. Đấy. Stoit. Eta. À có thể nói eta. Eta yupka. Cái váy này bao nhiêu tiền? Skonka stoit eta yupka. Skonka stoit eta yupka. Eta yupka. Da skonka stoit eta yupka. Đấy. À. Ta thế trả lời nào. Cái váy này giá 350 rúp. Eta yupka. Eta yupka. Yupka. Đọc là yupka đừng nói yupka. Yup. Cả giúp cả giúp cả em nói giúp cả giúp giúp cả giúp cả ấy ta giúp cả giúp cả giúp 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 có chữ p giúp 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 cả giúp cả giúp cả đấy à ấy ta giúp cả stoit 350 rublie 350 rublie đấy 350 rublie à thế bây giờ hỏi bà muốn mua một chiếc à với khả chỉ chết copit atnu atnu da yup ku yup ku đấy
À bởi tại sao lại ăn nu này? thích Tại sao nhất. ăn nu? Bởi vì đứng sau động từ cupid mà một cái váy nó là Atna dục cả. Em hiểu chưa? Thế vậy thì Anna Yuka thì đây là đuôi A này, đuôi A giống cái này đúng không? Đấy. À đó. Đúng không chưa? Đấy. À đây là Atna này, hiểu chưa? Đấy. Đó. Thế thì vậy thì nguyên tắc của nó khi đứng sau động từ Cupid là động từ đòi hỏi ở cách 4. Đấy. Cái bột A thì nó phải chuyển thành U. à. Thì là A nó Yuka thành Yuku. Đấy. Đó. Anna thành Anu. Đúng chưa nào? Vì khai chi chưa Cupid Anu Yuku. Đấy. Đấy. À Anh đi vì khai chi chưa Cupid Anu ta Yuku. Đà, đúng không? Đã. đúng À ba ta có thể trả lời. Đã. Đã. đó Dạ khả chú sao chú có cô biết pít si bé anh si bé biết đấy biết si bé biết at no at anh no đấy yuk biết yup à giá khai chú cô pít si bé at no yuk đã khá à tôi muốn mua cho mình một chiếc váy thôi đấy đã. À thế nhưng mà nếu người ta muốn hỏi buôn chẳng hạn thì người ta sẽ hỏi như nào? Kakaya aptovaya sena. Kakaya aptovaya sena. Kakaya aptovaya sena. tô phải ya tiên nào Đấy, kakaya aptovaya sena chúng ta có từ aptovaya. Đấy, trọng âm rơi vào đây đấy. Aptovaya, aptovaya sena có nghĩa là giá buôn. Giá bán buôn đấy, đấy. Kakaya aptovaya sena. Đấy. À đấy. Kakaya aptovaya sena. Apto vệ sinh này đã tạc à thì nó sẽ nói là gì à apto vậy à apto vậy à sinh à này tô đã apto vệ sinh này về na na yup kỳ à cái giá bán buôn cho cái váy này đấy à 300 nhá tỷ đấy 300 ruble ngay ruble trí à ta rút này apto vệ sinh này na yup kỳ à tức là gì tại sao lại có từ na yup kỳ na yup kỳ là cái gì giá cho váy Senana Yuki. Em nhé, đấy. Senana ngay Yuki. À tôi về Senana Yuki 300 ruble. Đấy. Đó. ta 300 ruble. À stuka, đấy. 300 ruble stuka. Stuka. À. À, chúng ta đôi khi chúng ta nhìn thấy là à, người ta hay viết tắt là stuka. Đấy. À đó là stuka. Stuka có nghĩa là một chiếc, em nhé. Stuka là một chiếc nè đây này cái chiếc này này đấy à đó Stuka là một chiếc đấy thế vậy thì Stuka nó là cái gì vậy à danh từ của nó là Stuka chứ không phải là Stuk à các bạn nhiều khi các bạn ở ngoài chợ các bạn nói cái Ajin Stuk là sai đấy à, các bạn phải nói Atna Stuka Stuka nó là danh từ giống cái em chưa đấy à vậy thì một chiếc là gì Atna Atna Stuka Atna Stuka là một chiếc đó hai cái thì sao hai cái là devie stuke devie stuke đấy tôi muốn mua hai cái khai chu cupid devie stuke đấy à đấy thế hai ba bốn đấy à nó là gì hai ba bốn thì nó là stuke kỳ đấy à từ 5 cho đến 20 thì nó lại là stuke 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 đấy à thì bây giờ nói à, người ta mới nói tôi muốn mua hai cái ya khai chu cupid devia stuke ya khai chu cupid à devia stuke đấy đấy à thế tôi muốn mua năm cái nè ya khai chu cupid pia stuke pia pia stuke pia stuke đấy à bây giờ người ta hỏi à bà cần bao nhiêu cái bà cần bao nhiêu cái à cần là cái gì Nужно. Nужно. Nужно là cần. Đấy. À, đó thì mình sẽ hỏi. Bà cần bao nhiêu cái? Сколько? Стук. Сколько стук? Вам нужно. Сколько стук вам нужно? Сколько штук вам нужно? Сколько штук вам нужно? Сколько штук вам нужно? Сколько штук вам нужно? Вам нужно. Да, сколько штук вам нужно? А, да? À Và đấy, đúng không? Tạc. À thế đó là gì? Đó là à, muốn hỏi là bao nhiêu cái. Thế nên bây giờ muốn hỏi bà cần bao nhiêu cái váy? Bà cần bao nhiêu cái váy? Cái váy của người ta là gì? Yup cả. Đấy. Nhưng mà đứng đằng sau skol cả thì nó thành yup bậc. Skolika yup bậc.
Вам нужно. Con Giúp bậc. Em chưa nào? À, chúng ta thấy đây là gì? Danh từ biến đổi cách 2 sang số nhiều. Đúng không? Số nhiều ở đây có đuôi A cho nên là bị mất A đi thành thành về đuôi số 0. Nhưng mà có chữ bờ cờ này liền nhau. Em nhìn thấy cái chữ bờ cờ này. Bờ cờ liền nhau. Thấy chưa đấy? Do có chữ bờ cờ liền nhau nó khó đọc. Cho nên là gì? Người ta sẽ thêm chữ O để cho nó dễ đọc. Đấy. Thành Con úp. tôi Giúp bậc. Giúp bậc. Có giúp bậc vam nuz nè. Vam Con cơ giúp bậc. Giúp bậc vam nuz nè. Bạn cần bao nhiêu cái váy? Đấy. À bây giờ tôi cần 40 cái. Мне нужно 40 штук. 40 штук. 40 штук. À thế bây giờ cái штук, штук này là cái gì vậy? À chúng ta đang nói là gì nào? Ở đây này, đấy. Nếu mà một cái thì nó là одна штука. À 2 3 4 thì 2 3 4 штуки. Штуки, thấy chưa? Đấy, штуки. Thế còn từ sau, số từ từ 5 đến 20 thì này штук. À, stuk có nghĩa là gì? Đuôi của nó đây vốn là đuôi A, nó mất A đi, nó vẫn trở thành đuôi số 0. Em hiểu chưa? Đuôi số 0 như vậy thì đấy là cái gì vậy? Nó là cách 2 số nhiều. Em hiểu chưa này? Đấy. À, cách 2. À, số nhiều. Đấy, cách 2 số nhiều. À, đúng không? Đứng từ sau cho 5 cho đến 20 thành cách 2 số nhiều. Đấy. Em hiểu chưa? Đấy. Hiểu chưa nào? Đấy. À, đây chúng ta thấy là gì nào? À, tác, lưu ý nhé. Lưu ý này. Đấy. À, đứng từ 5 cho đến 20 thì phải cộng với danh từ cái hai số nhiều. Đấy, cộng với cái hai số nhiều, thấy chưa nào? Đấy. Đó. À thế vậy thì ở đây cũng tương tự như vậy. À, đứng sau Skolker thì cũng phải là cộng với cái hai số nhiều, đấy. À, đứng đứng sau Skolker. À đây này, đấy. Đấy. Chúng ta sẽ à, đứng sau Skolker. Sau Skolker. Skolker cộng với cái hai số nhiều. Em hiểu chưa? Đúng không? Đó. Tương tự như vậy, sau Skolker cũng có này, sau Mnoger này. À xin lỗi em. À Skolker, à rồi là gì nữa? Mnoger, à rồi là gì? Maler đấy. À đó. À, thì là dùng cách hai số nhiều. Em hiểu chưa? À biết nó nói tôi còn ít váy lắm. У меня мало. Юб. Юбок. Bạc. Đúng rồi, у меня мало юбок. Đấy. À đó. À thế bây giờ rubashka. 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 À đứng sau maler thì cũng phải là cái hai số nhiều. Rubashka sẽ mất đuôi a đi. Nếu mà nói rubashka nó khó nói nên thành rubashek. Rubashek. Bởi vì sao rubashek? Rubashek bởi vì nó mất đuôi a đi rồi. Đấy, đuôi số 0 mà. Đấy. À tức là gì? À đứng sau những cái đại từ, những cái trạng từ này thì nó là gì nào? Nó là danh từ cái hai số nhiều, đúng chưa? Đấy. Đó, đấy như nào. Đấy. À thế bây giờ à, chúng ta đã có cái đoạn đối thoại này. À bên em đọc lại từ đầu nè. Skolker stoit eta yubka. Skolker stoit eta yubka. Yub, đừng nói yub bực cả. Yub. 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 Yub cả. Em cứ nói yub, yub cả. Yub. Yub. Mím. Yub. Mím môi lại. Yub. 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 Giúp cả, giúp cả, giúp cả, giúp cả. Đấy. À, giúp. Nói giúp xong mím chặt hai môi lại. Thế xong thì nói cả, giúp cả, giúp, giúp. Cả. Đó, thế. Ừ. Giúp. Nói tiếp đi. Eta giúp. Tôi giúp. Trita. Pidisat. Pidisat. Trita. Pidisat. Trista Pidisat đấy. Này. Được không nào? Thế bây giờ em phải lưu ý đừng có nói Pidisat thành Pidnatsat nhé. Chứ người ta bảo 315 thì rẻ quá, đúng không nào? Đấy, phải là Trista Pidisat, Trista Pidisat. Đấy, thời gian đầu để cho nó quen ấy, tốt nhất là gì? Ai hỏi cái gì viết ra tờ giấy nhá. À, Trista Pidisat, giơ tay trước mặt cho người ta hiểu. Chứ còn 350 nói thành 315 là người ta vơ cả đống luôn. Đấy, đó. À, ta cái tờ yuka stoi Trista Pidisat rublei. Đấy, đó. Tiếp theo nào. Вы хотите купить одну юбку? Одну юбку. Да, я хочу купить тебе одну юбку. Да. Какая особая цена? Цена. Цена. Цена là giá. Какая особая цена? Какая особая цена? Особая цена на юбки. На юбки. На юбки. Да, рублей. А, đừng nói юбки. 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 Đấy. À tôi sẽ là Nayuki, Nayuki, Nayup, Yup. Nayuki. Да, Nayuki 300 рублей. Штука.
300 rubles штука. Стука. Да, штука, штука. Это крупная штука. Да. Да. Ну? Я хочу купить две штуки. Да. Сколько штук вам нужно? Сколько юбок вам нужно? Да, сколько юбок вам нужно? Да. Сколько юбок вам нужно? Да, мне нужно 40 штук. Мне нужно 40 40. штук. Штук. À, thông thường người ta cũng ít nói cái từ stuck, cái từ stuck nghe nó buồn cười, nhưng người ta cũng ít nói, người ta nói 40 bậc, 40 bậc như nào đây, 40 bậc, 40 bậc, Tôi u bậc để 40 bậc như nào đấy. đâu À để thế nói u mình nhâm malo u bậc rubashek, u bậc rubashek, à u bậc rubashek đấy, u mình nhâm malo u bậc rubashek đấy, хорошо. À ta хорошо. À thế như vậy là đến đây chúng ta cũng đã vừa học ôn mà lại vừa học thêm được một vài câu giao tiếp đấy. Bây giờ chúng ta xem một chút phần từ mới của chúng ta nào. Phần từ mới chúng ta thì đã ghi sẵn nghĩa cho em rồi, cho nên là bây giờ chúng ta tập đọc đấy, tập đọc. Chúng ta tập đọc nào. Pichenie nhé, Pichenie bánh quy. Pichenie nhé, đọc lại. Pichenie can phiệt tươi Căn phiệt tươi là kẹo. Can phiệt tươi Căn phiệt tươi cái hộp. Cà rốt cá, Cà rốt ca cà rốt cá. Cà rốt ca Pradavets, 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 người bán hàng. Pradavets Pradavets. Девушка, Девушка девушка là cô gái. Девушка Девушка персик, персик quả đào. Персик Персик quả đào đấy. Персик Персик. Ананас, Ананас ананас quả dứa. Ананас Ананас quả dứa. Нравится. Нравится. À chúng ta học cái động từ нравится rồi đúng không nào? Đấy. Ai thích thì ở cách 3, ai mà làm mình thích ở cách 1 đấy. Động từ chia theo danh từ ở cách 1 đấy. À nói lại nào. Нравится. Нравится. Решить. Решить. Решить là quyết định, решить đấy. À выбирать. Выбирать. Выбирать lựa chọn, выбирать. Дорогой. 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 À đây, em nghe thấy rồi. Thì nó đọc gì nào? Dragoi, d d d dragoi, d dragoi, dra 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 dragoi, dragoi. Dishovi, di đây là đọc là di di dishovi, dishovi, dishovi là rẻ. Dragoi đắt, dishovi rẻ. Kusne, 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 không ngon. Больше всего, больше, больше всего. Больше всего, nhiều hơn. Этот, 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 này, этот, này. Вместе, вместе, cùng nhau, вместе. Лучше, 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 тот hơn, лучше, лучше, тот hơn. Отлично, 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 tuyệt vời, đấy. Отлично, tuyệt vời. Đó. À thế ở đây chúng ta đã có phần từ mới. Thế hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài đọc này. Đấy. À đó, bài đọc này giáo sẽ gửi cho em bài đọc này. Tạc. Bài đọc này thì giáo gửi cho em. Em xem trước nhá. Sau đó là hôm nay chúng ta sẽ đọc và hỏi đấy, hỏi đáp. Tạc. Đọc và hỏi đáp theo nó. Tạc vột. Thế nhá. Đó, vột tạc. À хорошо, em cố gắng học mỗi ngày một buổi nhá. Từ nay cho đến đến hết chương trình của chúng ta nhá. Đấy. Đã. Thế hôm nay bài hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn em. Em cố gắng đọc bài này trước nhá. Xem lại video kỹ bài học và đọc bài này trước, cố gắng đọc bài này kỹ nhá. Thế xong sau đó là chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ hỏi đáp nó. Spasibo nhé. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài để động viên tác giả của video. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.